Sáng nay, Học viện Quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 49 dành cho các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu chỉ đạo. Khóa học sẽ giúp cho các học viên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nâng cao năng lực tư duy, tham mưu, dự báo chiến lược về quan điểm, chủ trương của Đảng trong vấn đề bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng trong tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp hiện nay, các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc, khủng bố vẫn đang gia tăng, các hành động xâm phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đang diễn biến phức tạp. Bối cảnh đó cho thấy sự nghiệp quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách và lâu dài. Do vậy, Học viện Quốc phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đối với các học viên tham gia lớp học lần này, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị tiếp thu kiến thức để góp phần nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.